Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Hai, 6 tháng 4 năm 2020. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay là tin phân tích về thời sự Hoa Kỳ và bài phân tích Hãy tránh xa Trung Quốc như tránh dịch. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với là anh Nguyễn Phú Quý. Nhưng mà trước hết thì chúng tôi cũng có một số những cái tin tức cập nhật về vấn đề coronavirus. Kính thưa quý vị, hiện nay trên thế giới là có 208 quốc gia và thuộc địa có người bị nhiễm coronavirus. Và trong số này thì có trên 1.287.000 người đã bị nhiễm. Và trong số những người bị nhiễm này thì có hơn 70.500 người đã bị mất. Và con số người phục hồi hiện nay có hơn 272.000 người. Riêng Hoa Kỳ thì hiện nay có trên 336.000 ca nhiễm. Có khoảng 9.624 người đã qua đời vào sáng ngày hôm nay. Và trên 18.000 người đã được xuất viện hoặc là trở lại bình thường sau khi mà cơ thể của họ có một số những cái kháng thể để mà đề kháng được con coronavirus. Và cũng xin thưa quý vị rằng ở tại Hoa Kỳ con số bị nhiễm rất là cao, do đó nên có 10 tiểu bang mà đáng để ý là trong số đó có những cái tiểu bang mà có bị nhiễm cao nhất á, ở nước Mỹ là có New York, New Jersey, Michigan, California, Louisiana, Massachusetts, Florida, Pennsylvania, Illinois và tiểu bang Washington. Riêng tại Maryland thì có khoảng chừng 3.609 ca nhiễm. Virginia thì có khoảng 2.637 ca nhiễm. Và tại Washington DC thì có khoảng 998 ca nhiễm. Nếu mà chúng ta nhìn chung về con số tử vong tại Hoa Kỳ á, so theo tỷ lệ với lại các quốc gia khác trên thế giới về vấn đề dân số á, thì ở tại Hoa Kỳ có khoảng 29 người trên 1 triệu người mới bị mất, đứng hàng thứ 19 ở trong các quốc gia mà có nhiều người bị nhiễm và có con số tử vong. Cũng xin lưu ý rằng các bệnh nhân khi mà bị nhiễm coronavirus là không phải tất cả đều bị phải nhập bệnh viện. Có rất là nhiều ca nó qua được là nhờ sức đề kháng của cơ thể bên cạnh việc sử dụng thuốc theo cái luận, theo cái cách chuẩn bệnh cách ly của bác sĩ. Và hiện nay thì CDC đang đề nghị tất cả mọi người khi mà chúng ta ra đường, chúng ta đi chợ hay là chúng ta đi mua sắm cần thiết hay tập thể dục thì chúng ta phải đều mang khẩu trang và tạo các khoảng cách an toàn trong các đám đông hay là trong lúc chúng ta xếp hàng để chờ mà mua đồ. Trở lại thì cái mùa bầu cử năm 2020 sẽ như thế nào? Do đó nên đó là cái lý do mà chúng tôi tiếp xúc với là anh Nguyễn Phú Quý để phân tích về các sinh hoạt chính trị Hoa Kỳ có liên quan đến Đại hội Đảng Dân Chủ, Đại hội Đảng Cộng Hòa sắp tới đây, để họ tiến cử một người trở thành một ứng cử viên để ra tranh cử tổng thống. Thì trong cái hoàn cảnh coronavirus mà nếu còn tiếp tục diễn đến cho tới tháng 11 thì cái thể thức bầu cử sẽ như thế nào? Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết xin được kính chào anh Quý. Xin kính chào anh Nhân, xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Khi mà chúng ta nói cái mùa bầu cử sắp tới mà khi mà có cái nạn coronavirus như vậy thì anh Quý có nhận định như thế nào vậy? Thưa Nhân, thưa quý khán thính giả của đài SBTN, vấn đề bầu cử tháng 11 này của nước Mỹ sẽ có nhiều rắc rối là tại vì cái nhiệm kỳ của hai vị tổng thống và phó tổng thống đương nhiệm sẽ hết hạn vào tháng Giêng năm 2021 này. Thì nó hơi phức tạp là tại vì đảng Dân Chủ cũng chưa có được người đề cử để mà ứng cử đại diện đảng của mình để ra tranh cử tháng 11. Thành ra cái vấn đề mà không đi đứng lại của công dân Mỹ nó có thể ảnh hưởng tới cái vấn đề đi bầu của tiểu bang. Thì tại vì tiểu bang người ta sẽ bầu cử tri đoàn để mà đại diện đề cử người đại diện mình lên. Và cái vấn đề mà những cái convention có nghĩa là những cái đại hội đảng Dân Chủ với Cộng Hòa nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và cái đại hội đảng là cái lý do người ta họp đại hội đảng là do những cái cử tri đoàn để người ta đề cử cái người để đại diện của mình là một trong hai ông trong đảng Dân Chủ bây giờ mà đứng đầu về phiếu đó là ông Joe Biden với lại ông Sanders, hai người là nghị sĩ đương nhiệm của tiểu bang Delaware với lại tiểu bang Vermont. Thì bây giờ nó cần phải tiếp tục, còn không thì sẽ không có người ra tranh cử. Và nếu mà nó không xảy ra được hoặc là một lý do hoàn cảnh nào đó thì anh Quý có nghĩ một cái mô thức nào mà họ có cái đại hội đảng ở trên mạng hay là streaming gì đấy?
Thưa anh Nhân, thưa quý khán giả, cái vấn đề bầu cử là vấn đề tiểu bang rồi mới tới liên bang, tại liên bang chưa có cái hệ thống mà bầu cử toàn toàn nước Mỹ. Thì cái hiến pháp của Mỹ đó, nó chưa bao giờ nó bỏ cái cuộc bầu cử này mà không có lý do gì mà được bỏ. Tổng thống có thể để delay, hay là dời lại cái ngày bầu cử nhưng mà không có được dời lâu quá. Thì theo hiến pháp của Mỹ đó, thì cái thời hạn mà những cái ông tổng thống, phó tổng thống đương nhiệm mà hết hạn là vào tháng giêng, 20 ra tháng giêng, thì lúc đó thì được nhậm chức của người tổng thống mới. Thì cái người mà đứng kế mà có quyền hành mà có thể được ra làm tổng thống là cái người Speaker of the House, là đương nhiệm là bà Nancy Pelosi. Thì nhiệm kỳ của bà đã chưa có hết hạn. Thì tại vì Hạ nghị viện có quyền bỏ phiếu quyết định cái người tổng thống trong trường hợp khẩn cấp. Thì cái trường hợp khẩn cấp này chưa bao giờ xảy ra là như thế này, tại vì tổng thống có thể bị thiệt mạng hoặc là tổng thống có thể bị truất phế, thì cái người mà kế tiếp là cái người phó tổng thống, nếu mà cả hai vị đó mà thiệt mạng hay truất phế mà không còn đại diện được nước Mỹ nữa đó, thì cái bà không phải là cái bà nhưng mà đương nhiệm là cái bà Nancy Pelosi là cái người Speaker of the House thì sẽ lên làm tổng thống. Thành ra nó có nhiều mâu thuẫn là tại vì đảng Dân Chủ bây giờ đang nắm đại đa số của Hạ nghị viện. Thành ra cái đó thì nhiều luật gia về hiến pháp cũng đang tranh cãi tại vì nó không có rõ ràng trong hiến pháp. Và khi mà chúng ta nói coronavirus nó vẫn tiếp tục, thì sau khi mà bên đại hội của đảng Dân Chủ mà thành công thì sẽ có một cái ứng cử viên, và bên Cộng Hòa thì đương nhiên là hình như là tổng thống đương nhiệm, tổng thống Trump sẽ là cái người đại diện cho đảng Cộng Hòa. Thì như vậy nếu mà không đi bầu cử được thì liệu Hoa Kỳ có một cái phương pháp hay có một cái cách nào để mà chúng ta bầu được cái lá phiếu của chúng ta vào cái ngày thứ ba đầu tiên của tháng 11? Trong trường hợp mà người công dân Mỹ không đi bầu được tháng 11 này đó, thì theo hiến pháp của Mỹ thì cái Hạ nghị viện sẽ đề cử một cái người ra đại diện làm tổng thống tạm thời qua cái nhiệm kỳ mà hết hạn của hai ông đương nhiệm tổng thống và phó tổng thống là ngày 20 tháng 1 năm năm tới này. Thành ra cũng không có rõ là tại vì hai bên đều đang nghiên cứu về cái hiến pháp của Mỹ, tại vì hiến pháp của Mỹ không có rõ ràng về cái dự luật này, là thành ra không có ai có thể mà quyết định được. Tại vì có cái trường hợp nữa có thể xảy ra là nếu mà ông tổng thống đề nghị thiết quân lực, thì khi mà thiết quân lực, cái người tổng tư lệnh tối cao của quân đội sẽ nắm chính quyền thay cho những cái người mà đảng Dân Chủ hay là những người đảng Cộng Hòa bầu ra như là dân cử. Thì cái đó là một cái vấn đề phức tạp, tại vì cái vấn đề thiết quân lực gọi là martial law của Mỹ hiếm khi nào xảy ra lắm, trừ trường hợp mà chiến tranh, mà cái này thì gọi là giống như chiến tranh mà có cái người kẻ thù mà không gọi là thấy hình bóng gì hết. Thành ra cái vấn đề đi lại của dân chúng rất khó khăn, mà không đi được thì không bầu được, thì không có cử tri đoàn để mà bầu cho cái người đại diện cái đảng của mình. Và cuối cùng thì anh Quý có thể em có một cái nhận định chung về vấn đề mà tình hình chính trị của Hoa Kỳ ấy, khi mà cái cuộc bầu cử nó xảy ra hoặc là nó sẽ không xảy ra được vào tháng 1 sắp tới, thì những cái tranh cãi nào người ta sẽ tranh cãi nhiều nhất? Thưa Nhân, thưa quý khán giả, hiện thời thì Hạ nghị viện cũng có quyền nhiều, là tại vì có nhiều đại đa số là người đảng Dân Chủ, nhưng ông Tổng thống Trump có một cái quyền nữa là quyền thiết quân lực. Thành ra hai cái đó nó chưa có giải quyết được, là tại vì có thể ổng, nếu mà không phải là ổng thiết quân lực để mà giải tán quốc hội, nhưng mà khi mà thiết quân lực thì ổng là tổng tư lệnh tối cao của quân đội thì sẽ lên nắm chính quyền tạm thời cho tới khi nào có người tổng thống được bầu ra. Rồi những người mà Hạ nghị sĩ trong Hạ nghị viện cũng không chịu như vậy, là tại vì người ta muốn dân đi bầu, mà cái khó khăn đó là khi mà tiểu bang cho phép bầu bằng bằng thơ hay là bằng điện toán đó, thì chưa chắc mình có thể mình kiểm chứng được cái người mà bầu có phải là người hợp pháp hay là không, tại vì chỉ có công dân Mỹ mới được đi bầu. Mà bây giờ thì nếu mà bầu bằng lá phiếu mà gửi qua thơ đó, thì cái vấn đề mà đếm phiếu nó lâu lắm mà không có thể quyết định được, là tại vì không có biết cái công dân nào nó đủ điều kiện để mà nó đi bầu. Thành ra cái đó là rất phức tạp. Thành ra tới tháng 11 này anh sẽ thấy có nhiều hiện tượng rất là không có tiên đoán được. Xin được cảm ơn quý và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.
Xin chào Nhân, xin chào quý khán giả của đài SBTN. Đành xin mọi người lưu ý về vấn đề sức khỏe cẩn thận. Chương trình của chúng tôi và anh Nguyễn Phú Quý đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.